Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chuyên mục hôm nay, sau bài viết Khó thu gom xử lý nước thải sinh hoạt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao là phóng sự trồng cây gây rừng, giải pháp tối ưu để bảo vệ môi trường. Cuối chuyên mục là phản ánh tăng cường quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay để thực hiện chỉ tiêu số 17.4 về thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đang là vấn đề khó với cấp ủy chính quyền các địa phương. Bởi phần lớn nước thải phát sinh từ sinh hoạt, chăn nuôi của hộ gia đình hay các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa qua xử lý hoặc mới chỉ xử lý sơ bộ, sau đó để ngấm xuống đất hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Về lâu dài, nguồn thải này gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại thôn Thanh Hà, một trong 8 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu của xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Như quý vị và các bạn đã thấy thì toàn bộ hệ thống nước thải sinh hoạt thì đều được các hộ dân xả thẳng trực tiếp ra hệ thống cống rãnh ven các tuyến đường như thế này. Thực tế này thì tồn tại từ rất nhiều năm và đang là vấn đề khó để cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí 17.4 về thu gom xử lý nước thải sinh hoạt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Khi xử lý cái nước sinh hoạt của các hộ dân hiện nay là thứ nhất là ở trong cái quá trình xây dựng nông thôn ấy thì về cái quy hoạch chúng ta thực hiện nó cũng chưa cơ bản, cho nên là những cái gia đình liền kề giáp danh nhau ấy thì cái hệ thống cống rãnh cũng chưa là đảm bảo yêu cầu trong cái việc hệ thống thoát nước. Cái thứ hai nữa là về cái cơ chế xử lý hiện nay là cũng chưa có cái cơ chế cụ thể, mà chúng tôi chỉ là tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt về cái công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và xử lý nước thải trong cái việc mà thu gom ủ bể hoặc là cái nước thải trong cái sinh hoạt đấy thì có cái bể lắng, sau đó là thải ra cái cống rãnh chung của các thôn bản. Chỉ các bước làm chỉ đạt được cái mức độ như vậy cũng chưa có cái gì là có cái cơ chế nào hướng dẫn cụ thể để chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái nội dung này. Tìm hiểu quy trình thu gom xử lý nước thải tại gia đình ông Nguyễn Văn Bình, thôn Thanh Hà, xã Thanh Chăn cho thấy toàn bộ chất thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm đã được gia đình ông thu gom xử lý bằng cách dẫn vào các bể biogas để tạo khí đốt. Tuy nhiên, lượng nước thải ra môi trường vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Hầu hết các nguồn nước này được gia đình ông tận dụng để tưới cây hoặc xử lý bằng cách để tự ngấm vào lòng đất. Còn đối với nước sinh hoạt thì được xả thẳng trực tiếp ra cống rãnh của thôn và đổ ra sông suối không qua xử lý. Gia đình tôi là nó có hệ thống cống chảy hết ra thẳng ra cái bình biogas. Thế sau đó là trong quá trình biogas để xử lý thì thành khí, còn cái chất thải thì nó thành nước mới bã thì nó ra là một cái miệng đầu ra. Xử lý biogas rồi thì nó phân hủy hết, nó chỉ còn mùi hơi một tí thôi, chứ còn nước sinh hoạt thì chúng tôi đưa ra một đường cống rãnh riêng của gia đình. Cái đấy thì chúng tôi nó có cống rãnh chảy ra cái cống rãnh của làng rồi nó chảy xuống suối sông Đậm Rốm này. Sau 8 năm đạt xã chuẩn nông thôn mới, nhưng hiện nay Thanh Chăn cũng không tránh khỏi nhiều cái khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bởi tiêu chí môi trường được đánh giá là tiêu chí mềm, không cần nhiều nguồn lực đầu tư từ nhà nước, nhưng lại rất khó đạt bởi phụ thuộc nhiều vào nhận thức và hành động của chính các chủ thể xây dựng nông thôn mới. Giải pháp duy nhất để hoàn thiện tiêu chí môi trường ở địa phương này là tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều việc làm cụ thể. Những cái hộ chăn nuôi không sử dụng cái hầm khí bioga ấy thì chúng tôi cũng đề nghị là gia đình là xây cái bể gom rửa chuồng và bể gom ủ phân, phải thực hiện được hai cái nội dung đấy. Bể gom là phải đảm bảo là có nắp, giữ gìn được cái vệ sinh môi trường, tránh gây ô nhiễm ra cái các nhà xung quanh. Trong cái công tác tuyên truyền của thôn thì thường xuyên chất thải thì của phân bò hoặc lợn thì đều gom vào bể để ủ mục và đưa ra đồng cánh đồng. Chương trình nước thải thì sinh hoạt của các gia đình thì
thôn cũng đã thường xuyên coi như là tổ chức để lạo vét mương. Thì nói chung đa các gia đình thì cũng đều coi như là đã chấp hành mọi vấn đề về vệ sinh môi trường. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại tại đội 16 xã Thanh Sương, huyện Điện Biên. Toàn bộ nước thải sinh hoạt lẫn phân gia súc gia cầm được gia đình anh Lường Văn Tiến thải trực tiếp ra ao hồ cạnh nhà. Nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối. Ao này cũng là hồ chứa nước thải của nhiều hộ dân khác trong thôn đội do không có hệ thống cống rãnh thoát nước. Cũng bởi không có hệ thống thoát nước mà nước thải được xả tràn lan trên mặt đường, gây nên tình trạng lầy lội, ô nhiễm nhiều năm. Bây giờ hệ thống nước ở đây thì hiện tại là bây giờ đến mùa mưa lũ là không có hệ thống thoát nước. Là bây giờ nước nó dâng hết nên là gây rất là ô nhiễm. Với lại trong gia đình ở đây thì bây giờ hiện tại là bốc mùi khó chịu. Đấy, thì bây giờ hệ thống thoát nước bây giờ nó phải rơi vào không mưa thì phải rơi tháng thì nó mới cạn được cái chỗ dâng nước dâng lên thế này. Bây giờ hệ thống trong trại thì là bây giờ nó hệ thống thoát nước thì không có, thì toàn là vào ao này hết thôi. Và ấy bây giờ tất cả nước thải và toàn là cho vào ao này hết nhiều năm rồi, thì cứ đến mùa mưa là cứ ở chung với như thế này thôi. Ngoài Thanh Chăn, Thanh Sương, việc thu gom xử lý nước thải sinh hoạt cũng đang là vấn đề khó với nhiều địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiêu chí này mặc dù khó đạt nhưng lại rất dễ rớt bởi phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của người dân. Tại xã Thanh Hưng, địa phương có đàn vật nuôi lớn trong huyện Điện Biên, công tác thu gom xử lý nước thải sinh hoạt cũng không được quan tâm đúng mức. Với những hộ chăn nuôi không xây dựng bể bioga thì toàn bộ nước thải từ việc rửa chuồng trại sẽ được xả trực tiếp ra môi trường, sau đó ngấm xuống lòng đất gây ô nhiễm mạch nước ngầm. Trong khi đó, ở khu vực nông thôn, người dân vẫn đang sử dụng nguồn nước giếng đào, giếng khoan là chủ yếu. Nếu không có biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi trường thì việc ảnh hưởng đến sức khỏe con người là chuyện tất yếu, không sớm thì muộn. Tôi cũng xử lý bằng chất thải ấy. Cái cặn bã của nó thì tôi thì hót ra để cho một chỗ, còn cái rửa giấy thì tôi còn thải ra cái ao nhỏ bên đằng sau chuồng đận của tôi. Đấy, còn những cái cặn bã kia là tôi gom ra để một chỗ để tôi ra cho vào vườn để làm chăn nuôi trồng trọt cho vườn thế thôi. Thì nó vẫn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà biết làm sao được, nhà nông nó phải chịu thế thôi. Nhà tiêu hợp vệ sinh ấy là cũng ở nông thôn thì nó cũng không thực hiện được. Nước thải sinh hoạt ở nông thôn gồm nhiều nguồn như nước thải sinh hoạt của hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ sở chăn nuôi, các làng nghề, v.v. Việc đầu tư đường ống, nhà máy xử lý cũng chưa được quan tâm đúng mức. Hiện nay, phần lớn nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ mới xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, hố ga, sau đó để ngấm xuống đất hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Về lâu dài, nguồn thải này gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sinh, hoạt động sản xuất nông nghiệp và tác động trở lại sức khỏe con người. Còn đối với hoạt động sản xuất như chế biến rong giềng ở các xã Na Tấu và Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, toàn bộ nước thải không qua xử lý mà được xả trực tiếp ra suối, gây ô nhiễm môi trường. Cũng bởi chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải, mà cả 9 cơ sở sản xuất chế biến tinh bột rong giềng ở thành phố Điện Biên Phủ đều bị tạm dừng hoạt động. Điều 86 về thu gom xử lý nước thải của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định, nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trang trại chăn nuôi tại khu dân cư không tập trung phải được thu gom xử lý tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hoặc ủy quyền cấp huyện bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư tập trung, có chính sách hỗ trợ thu gom xử lý tại chỗ nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức hộ gia đình tại khu dân cư không tập trung. Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh mới chỉ xây dựng được nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lây. Quy mô thu gom mới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ khu dân cư sinh sống.
Còn với khu vực nông thôn, mới dừng lại ở việc xây dựng các mương rãnh tiêu thoát nước thải, chưa có hệ thống xử lý tập trung. Về tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao về cái tiêu chí môi trường thì cũng được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng là tuyên truyền vận động các thôn bản, các hộ gia đình thì là chúng ta thu gom xử lý nước thải ở sinh hoạt của gia đình là phần lớn là Thanh Xương, bây giờ là chủ yếu là các hộ dân là xử lý nước thải tại khuôn viên gia đình. Và một số hộ dân thì cũng ven đường, ven đấy thì là có hệ thống là xả nước thải nước sinh hoạt ra cái công rãnh để cũng ra sông ra suối thôi. Hiện tại trên địa bàn xã là chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Vấn đề đấy cũng đang khó khăn về các cơ sở. Bà con nhân dân ở trên địa bàn là chúng ta là phải bảo vệ môi trường, đấy là hạn chế xả thải ra môi trường. Chỉ tiêu 17.4 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao quy định tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả phải đạt trên 25%. Đối chiếu quy định với thực tế hiện nay, tiêu chí này vẫn đang là lực cản lớn với nhiều địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự vào cuộc của nhiều tầng lớp nhân dân, cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp để có một giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất trong thu gom xử lý nước thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường và tái sử dụng tài nguyên nước. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023, mưa lũ, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Để phòng chống lũ bão, ngoài việc chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình thiên tai, thì việc trồng cây gây rừng đang là việc làm cần thiết để chống xói mòn, rửa trôi đất, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong phóng sự sau đây. Tại huyện Nậm Pồ, địa phương thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai mưa lũ. Trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, nhóm Trái tim xanh Hà Nội Điện Biên đã trao tặng hàng trăm nghìn cây giống các loại như dổi mỡ, dổi hạt, dổi găng, sưa đỏ, quế và lim. Số cây giống này sẽ được trồng trên những diện tích đất trống đồi chọc, nương bạc màu nhằm tăng độ bền cho đất và tạo sinh kế cho người dân. Ngoài huyện Nậm Pồ, nhóm còn trao tặng hơn 135.000 cây xanh cho người dân các xã Mường Đăng và xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, phục vụ trồng rừng, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi chọc. Khi người dân trồng rừng thì người dân cũng phải ăn. Thế nên là cái cách để giữ được rừng thì phải song song với cái cây người ta có thu nhập kinh tế. Thì chúng tôi vẫn đi song song như thế để người dân giữ rừng. Những cây sống lâu năm là những cây là người dân đã có rừng. Và quan điểm của nhóm rõ ràng là cho người dân đánh thức những vùng đất ngủ quên bằng cách trồng cây, nhưng cái cây đấy hoàn toàn là quyền của người dân. Tại các buổi trao tặng, nhóm thiện nguyện cũng tổ chức hướng dẫn bà con nhân dân kỹ thuật trồng và chăm sóc tỷ lệ cây sống đạt hiệu quả cao, đồng thời tuyên truyền để bà con nhân dân nâng cao nhận thức trong việc trồng và bảo vệ rừng. Tôi bắt đầu từ năm 2019 đến nay là tổ chức cũng đã hỗ trợ cho huyện Tuần Giáo, mà cụ thể là với người nông dân trên địa bàn huyện làm cái công phát triển sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Từ cái việc mà của tổ chức thiện nguyện này, người dân của huyện Tuần Giáo đã thay đổi rất là nhiều nhận thức về cái phát triển nông nghiệp, mà người dân tích cực chuyển đổi trồng rừng trên phủ xanh những cái đất trống đồi núi chọc, và những cái chuyển đổi cây trồng trên nương kém hiệu quả là bà con chuyển sang trồng cây lâm nghiệp, và nữa là bà con cũng chủ động trồng rừng sản xuất để nhằm phát triển kinh tế, thu nhập sau này từ nghề rừng đối với bà con. Ngoài sự chung tay vào cuộc của các tổ chức thiện nguyện bằng việc hỗ trợ cây giống, kỹ thuật trồng cây gây rừng, hàng năm các cơ quan đơn vị, chính quyền, các địa phương cũng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, kế hoạch trồng cây gây rừng hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025. Xã này thì hàng năm là bên đảng ủy luôn ra chủ trương, sau đó là chỉ đạo triển khai xuống các cơ quan đơn vị như là các lực lượng và bà con nhân dân trong toàn xã, và hàng năm là tổ chức trồng cây
theo ngày Tết trồng cây của Hồ Chủ tịch đã dạy. Và lại là cũng năm ngoái thì xã cũng đã vận động giao chỉ tiêu cho chỗ công đoàn xã thực hiện trồng 150 cây ban và cây sáu xung quanh sân vận động và một các cái tuyến đường từ ngã ba xuống huyện đi xuống cây 45 chia cho theo từng bản, từng đơn vị nhà trường và lực lượng vũ trang và các đoàn thể của bản để chăm sóc và bảo vệ. Có một cây là có rừng và rừng sẽ thêm xanh. Với thông điệp đó, mỗi hành động việc làm cụ thể hướng đến mục đích phủ xanh đất trống đổi trọc được triển khai là giải pháp hữu ích góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, chủ yếu là khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản đang từng bước siết chặt để ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, tránh thất thu thuế và phí bảo vệ môi trường. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, duy trì hoạt động đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, xã, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm triệt để việc khai thác trái phép và tập kết, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản đến tận thôn bản, vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh với hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Cái công tác tuyên truyền ấy thì được thực hiện đến cấp thôn bản và trực tiếp đến người dân địa phương. Các tổ chức cá nhân thực hiện thăm dò và khai thác cái khoáng sản, đặc biệt là cái khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng, thì từ đó để nâng cao cái nhận thức cho nhân dân. Cái giải pháp thứ hai đó là cái việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ khoáng sản, bao gồm có những cái khu vực khoáng sản đã được cấp phép và đang khai thác, cũng như là các cái khu vực mà khoáng sản đã được quy hoạch, đang làm thủ tục và chưa được khai thác. Thì huyện cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường cái công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các cái khu vực có khoáng sản, cũng như là tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát hoạt động về khai thác, cũng như là cái quá trình thực hiện cái hoạt động khai thác của các đơn vị trên địa bàn. Toàn tỉnh có khoảng 20 nhóm khoáng sản, gồm nhóm khoáng sản nhiên liệu, khoáng sản kim loại, khoáng sản vật liệu xây dựng, khoáng sản công nghiệp. Đến nay, có 5 loại khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác cho 25 doanh nghiệp với 32 điểm mỏ khoáng sản. Cùng với việc cấp phép khai thác, các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản. Hiện tại thì công ty đang chấp hành theo cái khai thác theo thiết kế khai thác đã phê duyệt của các cơ quan chức năng, bạt ngọn cắt tầng và đã tạo thành tầng rất có bề rộng ở trên đỉnh có 3-4 lượt máy xúc ở trên và đã đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn của cái bản thiết kế thi công. Trong quá trình khai thác thì khai thác đúng trong cái diện tích cho phép của Ủy ban tỉnh đã cấp phép. Thực hiện luật khoáng sản và các quy định về lĩnh vực phát triển quản lý khai thác khoáng sản, ngoài việc quản lý trực tiếp các hoạt động khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh như phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, quy chế hoạt động khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản. Từ đó phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.